Gì con? Nhìn gì? Nói với ai làm này vậy? Con. Con hả? Rồi ba ăn tôm bự rồi. Ăn này. Hả? Ăn này. Ăn hồi nào? Ngon không? Nãy con nói con ăn rồi con nói gì mẹ nghe gì đó. Quá đỉnh, quá đỉnh. Chính ngon, ngon, ngon. Quá đỉnh. Dạ, ai nấu cho con ăn vậy? Rồi mẹ nấu là ngon nhất đúng không? Con ngon bẩn. Cái này là giò heo, chân heo, đùi heo, miễn heo á. Vậy hả? Trời, ba ăn tôm mà tưởng tượng thành nhiều món vậy hả? Muốn ăn giò heo, đuôi heo cái gì? Thì con cầm đũa. Ngon quá.